đứng hóng chuyện hàng xóm cãi nhau. Người phụ nữ bị chém tử vong. Ngày 7 tháng 7, Công an tỉnh Bến Tre xác nhận với báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Minh Thanh, 36 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre để điều tra về hành vi giết người. Vào 18 giờ ngày 6 tháng 7, Thanh đi nhậu về đã xảy ra cãi nhau với vợ. Thanh to tiếng chửi bới và đập phá tài sản trong nhà. Sau đó, Thanh đi ra con đường phía trước nhà. Thấy bà Trương Mai Trinh, sinh năm 1964, ngụ tại địa phương, đang đi bộ đến và đứng lại hóng chuyện, Thanh bỗng dưng nổi cơn, chạy vào nhà lấy dao dựa ra chặn đường, chém vào người bà Trinh. Bà Trinh bỏ chạy, Thanh đuổi theo tiếp tục chém bà Trinh tử vong. Gây án xong, Thanh đi vào nhà thay quần áo và lấy xe máy chạy về nhà cha mẹ ruột ở xã Mỹ Thạnh, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre, sau đó đến công an xã Mỹ Thạnh đầu thú. Theo người dân địa phương xã Bình Thắng, nhà bà Trinh cách nhà Thanh ở khoảng 30 mét. Từ trước đến nay giữa bà và Thanh không xảy ra mâu thuẫn gì. Lúc xảy ra sự việc bà Trinh đang đi bộ về nhà thì xảy ra vụ án mạng trên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.